Vâng, những diễn biến đáng chú ý khác của giải Ngoại hạng Anh sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần tiếp theo. Còn bây giờ trở lại với tình hình thời tiết trên cả nước trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chị Việt Hà này, miền Bắc thời tiết khô ráo nhưng mà trưa chiều oi nóng. Cụ thể thì mức nhiệt sẽ như thế nào? Dạ vâng ạ, dự báo là nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều nơi khác ở miền Bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C ạ. Và kết hợp với độ ẩm lớn trên 65% nên không khí sẽ khá oi nóng vào trưa chiều. Ở Trung Bộ trong ngày hôm nay thì từ sáng đến chiều trời có nắng, không nơi nào nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Phan Thiết trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Về chiều tối thì trời sẽ có mưa rào kèm theo dông ở nửa phía nam của đèo Hải Vân. Tây Nguyên thì mưa cũng sẽ xảy ra vào chiều nay, buổi sáng thì trời sẽ nhiều mây, nhiệt độ ở thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 32 độ C, riêng Đà Lạt sẽ se lạnh 24 độ C. Nam Bộ thì mưa đến sớm hơn ngay từ trưa nay và kéo dài cho đến tối. Nhờ vậy nên bầu không khí khá là mát mẻ. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ hay Cà Mau phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Vâng, cảm ơn chị Việt Hà và những thông tin về thời tiết để quý vị có thể chủ động hơn trong dịp nghỉ lễ này. Đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm nay còn có các hoạt động bắn pháo hoa ở nhiều địa phương mừng ngày Quốc khánh.